Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay đến với kênh YouTube của bọn mình và hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một trình duyệt web hay một dự án rất tiềm năng ở thời điểm hiện nay. Nhưng trước tiên mình hãy cùng nhau tìm hiểu về lịch sử ra đời và phát triển của Internet cũng như trình duyệt web. Internet là mạng của các mạng máy tính trên phạm vi toàn thế giới, sử dụng giao thức có tên là TCP/IP để kết nối và truyền dữ liệu giữa các máy tính. Internet ra đời trên cơ sở mạng ARPANET của Bộ Quốc phòng Mỹ xây dựng trong những năm 1970. Để đối phó với chiến tranh lạnh, chính phủ Mỹ đã thành lập một cơ quan quản lý dự án nghiên cứu công nghệ cao Advanced Research Projects Agency, ARPA. Vào cuối năm 1960, việc sử dụng máy tính ARPA và các cơ quan khác của chính phủ đã mở rộng ra rất nhiều. Họ cần phải được chia sẻ số liệu với nhau nếu cần. ARPANET là khởi hình của Internet tạo ra để giải quyết vấn đề trên. Trước năm 1990, Internet đã phát triển thành mạng của những máy tính kết nối với tốc độ cao, nhưng nó vẫn chưa có một hệ thống cơ sở đặc biệt. Người ta cần trao đổi số liệu dưới dạng text, đồ họa và hyperlinks. Tim Berners-Lee, một nhà khoa học làm việc tại phòng thí nghiệm châu Âu về vật lý tại Geneva, Thụy Sĩ, đề nghị một bộ protocol cho phép truyền thông tin đồ họa trên Internet vào năm 1989. Những đề nghị này của Berners-Lee được một nhóm khác thực hiện và World Wide Web ra đời. Trình duyệt web là một ứng dụng phần mềm để truy cập thông tin trên World Wide Web. Mỗi trang web, hình ảnh và video riêng lẻ được xác định bằng URL riêng biệt, một cho phép các trình duyệt truy xuất và hiển thị chúng trên thiết bị của người dùng. Trình duyệt web đọc định dạng HTML để hiển thị. Do vậy, một trang web có thể hiển thị khác nhau trên các trình duyệt web. Các trình duyệt web phổ biến nhất là Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer and Edge. Mục đích của các trình duyệt web là tìm nạp tài nguyên thông tin và hiển thị chúng trên thiết bị của người dùng. Internet và World Wide Web, hoặc đơn giản gọi là Web, được gọi là tra cứu thông tin toàn cầu. Nó bao gồm hàng triệu các website. Mỗi website được xây dựng từ nhiều trang web. Mỗi trang web được xây dựng trên một cơ sở ngôn ngữ HTML, Hypertext Transfer Protocol. Ngôn ngữ này được có hai đặc trưng cơ bản. Một, tích hợp âm thanh, hình ảnh tạo ra môi trường multimedia. Hai, tạo ra các siêu liên kết cho phép có thể nhảy từ trang web này sang trang web khác, không cần một trình tự nào. Để đọc trang web, người ta sử dụng các trình duyệt browser. Các trình duyệt nổi tiếng hiện nay là Internet Explorer, tích hợp ngay trong hệ thống điều hành, và Netscape. Và ngày nay, Internet cũng như trình duyệt được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới cho nhiều mục đích khác nhau như học tập, làm việc, thương mại, kinh tế và tài chính. Và những trình duyệt web này cũng không hẳn đã an toàn cho mọi người sử dụng khi các hacker luôn rình rập để phá vỡ các bức tường lửa nhằm đánh cắp thông tin cá nhân của mọi người dùng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Vì những trình duyệt web này có máy chủ là tập trung nên dễ dàng bị xâm nhập và đánh cắp, và nhiều nguy cơ khác nhau khi bạn bị tấn công mạng. Và hôm nay tôi xin giới thiệu đến các bạn một trình duyệt web mới với một công nghệ mới được áp dụng vào nó, và đó là netbox.global, và trang web chính thức của nó là https://netbox.global/. Các bạn có thể tải trình duyệt web ở đây và sử dụng nó. Và để hiểu thêm về Netbox Global, tôi xin giới thiệu với tới các bạn một bài viết giới thiệu về dự án cũng như trình duyệt web Netbox Global này. Bài viết có tựa đề "Sự thông báo của Netbox Global", và bên dưới là tiêu đề chính: "Netbox Global, trình duyệt web phi tập trung đầu tiên với bằng chứng cổ phần Masternode và phần thưởng cho việc lướt web". Thứ nhất, Netbox Global là gì? Trình duyệt web là một sản phẩm, là điểm truy cập Internet, và người dùng của nó là một cộng đồng lớn cam kết minh bạch mạng và từ điều chỉnh. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định tạo ra một Netbox Browser dựa trên blockchain.
là sản phẩm chính của cơ sở hạ tầng Netbox Global. Người dùng của nó được phân phối trên toàn thế giới và có thể tham gia lực lượng của họ để tạo ra một công cụ truy cập Internet minh bạch mới. Netbox Browser là một ứng dụng cho PC và thiết bị di động. Chức năng chính ngoài việc truy cập vào tài nguyên web là duy trì chức năng của mạng blockchain Netbox Chain. Netbox Browser là một trình duyệt web đầu tiên không có cơ sở hạ tầng tập trung. Tất cả dữ liệu cá nhân của người dùng chỉ thuộc về họ và quyết định về các lĩnh vực phát triển sản phẩm được tạo ra bởi cộng đồng. Cơ sở hạ tầng Netbox Browser hoàn toàn minh bạch và được phân phối vì nó được lưu trữ mà không sử dụng các máy chủ tập trung trong cấu trúc blockchain, Netbox Chain. Các địa chỉ riêng trong mạng blockchain được gắn cho từng trình duyệt web. Những địa chỉ này có thể lưu trữ Netbox Coin, tiền tệ của mạng blockchain, Netbox Chain. Đối tượng hoạt động của trình duyệt web ngày càng lớn. Các giao dịch nhanh hơn và đáng tin cậy hơn được thực hiện trong blockchain. Và các bạn có thể tải nó ở đây về để sử dụng. Thứ hai, thông số kỹ thuật của Netbox Coin, mã chính thức NBX, cung cấp tối đa 100 triệu đồng ICO 0, Pulse có chủ đề có mã chủ tài sản thế chấp 10.000 NBX, iDrops and chương trình giới thiệu có. Thứ ba, Nestbox Global, sản phẩm phi tập trung 3.1, Nestbox Browser, trình duyệt web trả tiền cho mô hình lướt web. Trình duyệt web phi tập trung đầu tiên với nút blockchain tích hợp, nó bao gồm Netbox Gold, được ghi nhận phần thưởng cho việc lướt Internet thực sự không thể truy cập. 3.2, Netbox Chain và Netbox Coin, mạng blockchain và tiền điện tử, một sổ cái phân tán cho hoạt động của cơ sở hạ tầng và sản phẩm Netbox Global, nó dựa trên Pulse và mạng con Marshmallow. Nó sử dụng Netbox Coin như một loại tiền điện tử nội bộ. Netbox Wallet, ví tiền điện tử đa tiền tệ, nó được tích hợp vào Netbox Browser. Nó có tính năng lưu trữ, trao đổi và giao dịch bằng cả tiền điện tử Netbox Coin và các loại tiền điện tử khác, Bitcoin, Ethereum. 3.4, Netbox Pay, cổng thanh toán, giao dịch thanh toán trong các cửa hàng trực tuyến, phát hành thẻ thanh toán cho các giao dịch ngoại tuyến, tự động nạp tiền vào tài khoản thẻ bằng tài khoản tiền điện tử. 3.5, Netbox Vote, công cụ chủ động và bỏ phiếu, một cơ chế được tích hợp trong Netbox Chain để quản lý sự phát triển của dự án Netbox Global. 3.6, Netbox Trust, đánh giá niềm tin trang web, xếp hạng các trang web dựa trên blockchain được sử dụng bởi người dùng và cho người dùng. 3.7, Netbox.video, dịch vụ lưu trữ video blockchain, dịch vụ lưu trữ video dựa trên không gian lưu trữ phân tán và chỉ mục phân tán nằm trong blockchain. 3.8, Netbox.drive, lưu trữ đám mây phân tán cho các tệp người dùng dựa trên không gian lưu trữ phân tán và chỉ mục phân tán nằm trong blockchain. 3.9, Netbox Proxy, phân tán, một nút mạng khách hàng có để cung cấp truy cập Internet không thể truy cập bằng Netbox Browser. 3.10, Netbox Store, thị trường ứng dụng phân tán, cửa hàng app để sử dụng các ứng dụng phân tán miễn phí và an toàn trong Netbox Browser. Thứ tư về Masternode, có tính năng sau: đảm bảo thu nhập thường xuyên cho chủ sở hữu của họ, đảm bảo sự riêng tư của các giao dịch bằng cách trộn tiền trên Masternode, bỏ phiếu phi tập trung thông qua cơ chế Netbox.vote, luôn luôn trực tuyến, có một địa chỉ IP tĩnh và một cổng cố định. Netbox Coin được phân bổ để kích hoạt Masternode, không được lưu trữ trong Masternode, do đó trong trường hợp tấn công thành công vào máy chủ nơi đặt mã chủ 10.000 Netbox được người dùng phân bổ để tạo ra, nó sẽ vẫn an toàn. Thứ năm, tiền xu đặt cược. Có hai cách chính để đặt cược NBX của bạn.
sử dụng giao diện ví lõi truyền thống bằng cách sử dụng netbook Gorlice được tích hợp vào netbook tên lửa. Bạn có thể đặt cược bất kỳ số tiền nào bạn muốn với netbook Stake Pro. Thứ sáu, netbook miễn phí cho mọi người. Bây giờ bạn có thể nhận netbook coin miễn phí dễ dàng hơn bao giờ hết. Bạn sẽ được thưởng cho các hành động sau: cài đặt netbook Browse và đăng nhập netbook Wallet là 20 NBX. Mời bạn bè của bạn với chương trình giới thiệu, mỗi bạn sẽ được nhận 10 NBX. Được trả tiền để lướt web, duyệt web theo cách bạn đã quen và nhận phần thưởng. Bạn càng dành nhiều thời gian cho netbook Browse, bạn càng nhận được nhiều tiền netbook. Thứ bảy, đội ngũ và cố vấn viên. Chúng tôi là một nhóm các chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm về fintech, giới phát triển phần mềm và blockchain. Nhiệm vụ của chúng tôi là bắt đầu và phát triển các dự án trực tuyến công nghệ cao. Đội ngũ quản lý, ban cố vấn và các chuyên gia cao cấp đã lãnh đạo các công ty công nghệ, công ty khởi nghiệp, công ty tư vấn và giữ vị trí quản lý tại các công ty đại chúng như tập đoàn Mail.ru, Rumble and Core, Ransom.ai và các công ty khác. Đến đây xin kết thúc.